Tờ Marca của Tây Ban Nha cho biết, đội tuyển bóng đá nữ Mỹ trên hành trình tìm kiếm vương miện lần thứ 5. Hầu hết mọi người đều dự đoán Mỹ sẽ giành chiến thắng trên đất Australia và New Zealand, hai quốc gia đồng chủ nhà của World Cup 2023. Ngay đến các nhà cái cũng đặt niềm tin vào đội tuyển Mỹ, đội bóng số 1 thế giới suốt 13 năm qua, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha. Bản thân tờ Marca vốn rất thiên vị đội bóng đồng hương Tây Ban Nha, nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận rằng Mỹ mới là đội mạnh nhất làng bóng đá nữ thế giới. Trước đó, tờ báo của xứ sở đấu bò đưa Tây Ban Nha vào danh sách 4 ứng cử viên vô địch nặng ký nhất của World Cup 2023 bên cạnh Mỹ, Đức và Anh. Tuy nhiên, cũng theo tờ Marca, đội tuyển nữ Tây Ban Nha vẫn xếp dưới đội tuyển Mỹ một bậc. Hành trình của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ tại World Cup 2023 sẽ bắt đầu bằng trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 22 tháng 7. Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha dĩ nhiên cũng quan tâm đến trận đấu này. Điều trùng hợp ở chỗ ngay trước khi bước vào World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam từng thua Tây Ban Nha 0-9. Đấy là trận đấu mà dựa vào đó, tờ Marca đưa ra những nhận định tiếp theo về cặp đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội Mỹ. Marca bình luận, đội vô địch SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam hẳn sẽ choáng ngợp trước viễn cảnh đối đầu với đội tuyển Mỹ, đội bóng đương kim vô địch thế giới. Ở kỳ giải gần nhất vào năm 2019, Mỹ từng đánh bại Thái Lan 13-0. Đây là trận đấu có cách biệt lớn nhất từng xuất hiện tại một kỳ World Cup. Để ngăn được đội tuyển Mỹ giành danh hiệu lần thứ 5 tại giải năm nay, các đối thủ phải làm được điều gì đó hết sức đặc biệt, Marca khẳng định.